điện tử Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Cao Phong đang test âm cực kỳ hay từ những chiếc cục đẩy hàng bãi Nhật xịn săn xui. Model là S6000, size 2U, mặt phay nhôm, logo săn xui, model S6000, bảng táp lô nằm cân đối chính giữa, đẹp xuất sắc luôn. Hai cửa sổ làm mát, hai tay trách vận chuyển. Con này có kích thước, chiều sâu của nó khá là gọn gàng. Các bác có thể dễ dàng để trong các cái tủ kệ gia đình. Có đẩy thích hợp chơi gia đình, cực kỳ hay luôn. Trên đỉnh nắp, phía đằng sau đều có dập logo săn xui. Tiếng rất sạch sẽ và rất là hay. Cao Phong đang test âm trực tiếp từ máy tính vào con đẩy săn xui và đi ra loa luôn, không qua bất kỳ một thiết bị xử lý âm thanh nào. Nhưng mà phải nói tiếng của nó rất sạch và rất là hay. Tất cả các giải bát trung tép của nó rất là rõ ràng, tách bạch, gọn gàng. Bát đánh rất là sâu, chắc, trung, trong trẻo và tép rất là nảy giòn. Từ những trực cục đẩy săn xui và có nút nén tiếng. Đấy, hai dàn đèn báo tín hiệu khi các bác chơi âm thanh. Đây đèn báo nguồn này, rất đẹp luôn. Gọn gàng các bác nhá. Nếu cái chiều ngang của nó thì nó theo chung của cái thông số đẩy, nó tầm khoảng hơn 40 một chút. Nhưng cái chiều sâu của con này nó rất là gọn luôn. Chiều sâu nó chỉ tầm khoảng hơn 30. Đó, các bác nhìn nhá, hơn 30. Nên các bác có thể để dễ dàng trong cái tủ kệ gia đình. Đấy, các bác như mua nhiều con đẩy khác mà các bác không thể nào để vào trong cái tủ kệ gia đình. Nhưng con này phải nói để rất là dễ. Tiếng sạch và hay. Tất cả máy móc zin tuyệt đối. Nhà sản xuất đưa đến tay các bác là chất lượng âm thanh thực sự luôn. Nghe nhạc bằng chính đôi tai của mình phải nói là rất là hay. Thẩm âm dành cho những người thẩm âm sành điệu. Đó, rất là đẹp luôn. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những chiếc cục đẩy săn xui S6000 đẹp tuyển chọn. Hàng bãi xịn đẹp xuất sắc luôn. Các bác liên hệ và kết nối Zalo theo hai số điện thoại của Cao Phong 0772260096 hoặc 0368724218. Cao Phong sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác. Rất đẹp nha. Sau đây nhích cái volume lên một chút để các bác thẩm âm này. Mỗi một con đẩy không tiếng nó hay. Đó. Đẹp xuất sắc luôn. Em ơi, thương anh xin đừng